Dạ rồi, quay con 108 này xong rồi, 108 xe xuất sắc này xong rồi nha cô chú anh chị. Clip trước thì xe này em bán 112 triệu xe xuất sắc, còn hôm nay là clip dành cho siêu phẩm siêu phẩm 108 Odo 14.000 km, một đời chủ đập thùng 2011, chạy đúng 14.000 km, nồi sau chưa mở đó. Thì nồi chưa mở là nghe nó dữ rồi cô chú anh chị ha. Em sẽ quay cận cảnh con xe này cho mọi người tham khảo. Đây, đầu tiên thì dàn áo phích lách thì cô chú anh chị biết rồi, cái dàn áo phích lách này thì dàn áo zin bây giờ nó còn nhiều hơn là dàn áo màu trắng, tại vì cái dàn áo này ngày xưa nó ít có chuộng, nên là thành ra những anh chị cô chú mà mua cái màu này á, thứ nhất là anh giữ kỹ nè, thứ hai là anh ít có kiểu là phải đổi qua cái màu khác, nên là nó còn dàn áo zin. Rồi, đây cô chú anh chị thấy nè, vỏ zin theo xe, vừa đưa máy vô là thấy đắt vỏ liền, vỏ zin theo xe, dàn áo zin chưa giảm tút, dàn áo zin chưa giảm tút nè, cô chú anh chị thấy nè, nó còn chày sơn vậy nha, chưa giảm tút, phục zin nè cô chú anh chị, nhìn vào phục zin là biết liền, chưa giảm tút nha cô chú anh chị, đó, nhìn vào ốc phục nè, còn mới tinh, chưa mở nha cô chú anh chị. Phuộc này á, thì theo thời gian sơn nó bắt đầu nó lởm chởm rồi, nhưng mà chất sơn này là chất sơn zin. Anh chú này cũng rất là kỹ, lên cả cái khóa đĩa, và đĩa này cũng là đĩa zin theo xe, ốc đĩa này, ốc đĩa cũng là ốc đĩa zin theo xe, không phải là thay mới nha cô chú anh chị. Mâm thì mâm chì đó, mâm chì 2011, chưa lên mâm bạc 2012 nha. Đó, bát này, ốc bát này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Vỏ zin theo xe nha, vỏ zin theo xe, phuộc zin theo xe nè. Đó, cô chú anh chị thấy nè, nổ hết, nhưng là phuộc zin theo xe. Vỏ zin theo xe, phuộc zin theo xe. Cái càng phía trong của chú anh chị thấy nè. Cúi xuống thấy, nhìn cúi xuống xíu nhìn cái càng là thấy là thấy xe cái càng rồi. Đó, đèn nè. Sáng trưng luôn, mà gọi là chưa đánh bóng, chưa đánh bất cứ lần nào. Chỉ là rửa bên ngoài thôi mà đèn nó đẹp như thế này rồi. Thì là một con xe xứng đáng là siêu phẩm nha cô chú anh chị. Đó, tay thắng nè, tay thắng cũng zin luôn, zin theo xe luôn. Có trầy ở đây là nhiều lúc mình dựng trong vách tường rồi này kia là nó sẽ trầy. Đó, là chuyện bình thường. Xe này thì gắn công tắc đèn ở đây, gắn công tắc đèn phụ ở đây, không mổ công tắc đèn nha, không mổ công tắc đèn nha cô chú anh chị. Đó, gắn công tắc đèn phụ ở đây nha, rất là đẹp, còn giữ đúng chất zin của xe và xứng đáng siêu phẩm nha. Dạ rồi, đồng hồ 2011, 14.204 km, đúng đồng hồ bao của chú anh chị là tua da luôn đó. Thì cô chú anh chị mà kiếm được chất xe như thế này thì nó cũng rất là hiếm nha cô chú anh chị. 108 2011, một đời chủ, màu phết lát, dàn thùng nâu zin, dàn áo sơn zin, đồng hồ zin, đúng 14.000 km đó. Tất nhiên rồi, 14.000 km thì trao zin chưa mở nha cô chú anh chị. Đó là cái dàn đầu yên nè. Cái chỉ này nhiều khi mà mình ngồi nhiều á là cái chỉ này nó bị bong ra, nó bong chỉ hết ra. Đó, nhưng mà cái yên này là hình như là ở đằng sau là ảnh không có chở ai nhiều á hay sao á, mà cái yên nó còn rất là đẹp, da yên còn rất là đẹp. Còn em quay rõ luôn nè, đằng trước đây có khi là mình chở đồ, ảnh nuôi chó nuôi mèo, đó thì nó hay cào ở đây, nó có một vài đường. Nhưng mà cái yên zin, nên là em để yên zin luôn nha cô chú anh chị. Đây, cái thùng nè, cái thùng từ 2011 tới giờ nè cô chú anh chị. Cái mút ở trên này thì nó theo thời gian, nó bị như thế này. Còn cái mút ở dưới nè, đẹp nè. Bát yên nè, cô chú anh chị thấy nè, bát yên rất là đẹp luôn nha. Xe cực kỳ xuất sắc. Nắp xăng này nhiều lúc là nó nổ như này là do mình để cái khăn lên, nên là nó nổ. Còn lại thì cái chất xi của nó vẫn còn rất là đẹp. Cái cản này thì anh đã nhúng carbon rồi, không phải là cản carbon, tại vì cản carbon rất là mắc tiền và không có cái dòng này. Nhúng carbon thôi nha cô chú anh chị. Đây, số máy là 108. Nhiều khi nhìn vào cái lốc máy như thế này, những anh chị cô chú mà mình rành xe thì mình nhìn vào mình biết ngay là một cái lốc máy rất là mộc, rất là đẹp. Đó,
còn phấn nhôm rồi các thứ á, mình nhìn vào là mình thấy mê liền. Phục sau chắc si còn như thế này mà là phục dinh 14.000 cây mà là phục dinh nha cô chú anh chị, thì còn cỡ nào nữa ha, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, lâu lắm rồi mới có chiếc xe có nhiều cái để nói như chiếc xe này. Em coi cái đách vỏ sau, cái đách vỏ sau nó như thế nào, phải là vỏ dinh hay không. Slovenia. Rồi, 17 19, tức là cái vỏ xe sau này đã thay cái vỏ, cái vỏ rồi nha cô chú anh chị. Thay cái cặp vỏ, thay cái vỏ sau, vỏ trước thì vẫn còn vỏ zin mà vỏ sau đã thay. Thì là lý do nhiều lúc mình bị cán đinh này kia thì anh đã thay cái vỏ sau rồi. Rồi biển số 34390 quận Tân Bình. Đây, cô chú anh chị thấy cái phục zin nè. Cái phục zin mà nó đẹp cỡ này. Đó, nhìn vào phục zin nè. 14.000 km nhìn vào phục zin mình thấy là mình mê liền nha. Bắt bô chưa đánh bóng. Cô chú anh chị thấy nó mờ không? Nó mờ mờ như này nhưng mà là bắt bô zin chưa đánh bóng. Bô chưa sơn lần nào. Bô chưa sơn lần nào. Đó, cô chú anh chị thấy nè, bô chưa sơn nè, cổ bô chưa sơn lần nào luôn. Đúng đời, đúng xe luôn, đúng zin luôn, chưa sơn lần nào. Ở những ốc này là mình mở ra mình thay vỏ xe nè, nên là nó sẽ cày nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị thấy gấp nè. Đó, bây giờ em quay đang là buổi tối rồi mà cái gấp nó còn sáng trưng như thế này, thì cô chú anh chị lường được cái độ mà độ mới của con xe này nha. Bát nè, ánh thì ánh đèn luôn, mâm lửa thì khỏi nói rồi, mà 14.000 cây thì mâm lửa rất là tuyệt vời rồi. Đó, chấm sơn zin cổ hơi là còn nguyên si hết, bất chưa có mất cái chi tiết zin nào hết. Rồi thì mình quay thử ở ngoài, rồi bây giờ mình quay ở trong coi thử là cái trong thùng xe nó zin chỗ nào và nó mất zin chỗ nào. Đây. Rồi thì bước vào cái thùng xe này, cái nắp xăng hồi nãy em quay rồi đó, những cái này là nó còn zin nè, nhưng mà nó oxy hóa cái đây. Thì xe này á, sạc anh đã thay rồi đó, em quay rõ ràng nha, sạc đã thay rồi. Lý do là độ công tắc đèn nên là nó dễ bị hư sạc, nó là một cái điều rất là bình thường cho nó SHI. Thì cô chú anh chị mình đi con xe này, em bảo hành cho cô chú anh chị 6 tháng sạc, sau 6 tháng tới đây em đổi cho tốn vài trăm ngàn thôi, không phải tốn 1 triệu 2 triệu để thay một cái sạc mới, và rất nhiều lần thay và nó rất là hư, dễ hư. Thì một lời khuyên mà em luôn nói khi mà cô chú anh chị mua xe SHI là xả đèn cho nó giảm tải cái điện bình nó xuống cho nó tiêu hao bớt đó. Rồi IC zin nè, cô chú anh chị thấy bát biết nè, 14.000 cây thì tức là những xe này em không phải nói nhiều rồi, không phải nói nhiều cô chú anh chị ha. Quan trọng là mình vào cái này, đây đây đây, cái bát kẹp bình mà nó đã như thế này rồi, nó rất là đẹp như thế này, ở dưới cái nắp này mà nó đẹp nè, cô chú anh chị thấy à, đẹp tuyệt vời, đẹp xuất sắc đó. Đây, 14.000 cây, ốc nắp trao như thế này đây. Một con xe 14.000 cây, ốc nắp trao như thế này đây. Đó, cô chú anh chị mình nha, thấy nha. Cục máy nè, cỡ này không à, rất là đẹp, rất là xuất sắc. Đó. Đường nước zin, chưa mở bất cứ con ốc nào, cô chú anh chị thấy ha. Đó. Quan trọng là cái chỗ này nè. Khi mà con xe mình đi là chừng 5-70.000 cây rồi, thì cái nắp cái ron này nó bị chai và nó xì nhớt đó. Thì con xe này nó đi chỉ 14.000 cây thôi thì cái ron cao su này nó vẫn còn hoạt động rất là tốt. Ốc nắp trao chưa mở để thay ron cao su, 14.000 km thì chưa tới đâu hết nha cô chú anh chị. Với một chiếc xe Honda thì cô chú anh chị mình đi, cô chú anh chị mình biết rồi, 14.000 km với một chiếc xe Honda nó không là gì hết. Và một 14.000 km với một chiếc xe mà giá trị cao như SHI này thì những người chủ người ta chăm sóc còn kỹ lưỡng hơn nữa, nên là 14.000 km với một chiếc xe SHI nó rất là tuyệt vời. Tem thùng là còn nguyên hết, cô chú anh chị thấy nó vàng vàng không đó, tem mà dán mới là nó trắng hết nha. Mấy cái xe nhỏ nhỏ trong này nè, cái biểu tượng nè là trắng hết, cái tem này màu vàng đó. Thùng nâu zin chưa sơn, dàn áo zin chưa sơn, 108 14.000 km đúng đồng hồ, chìa khóa zin còn hai chìa.
cái khóa đĩa của ảnh em không mở luôn, còn chìa khóa đầy đủ luôn. Dạ rồi, đèn đuốc thì chưa đánh bóng bao giờ, phuộc trước phuộc sau zin theo xe, phuộc trước chưa sơn chưa dặm, phuộc sau zin theo xe, mâm lửa bô zin theo xe, chưa mở mâm lửa chưa sơn bô bất cứ lần nào. Nồi của con xe này cũng chưa mở luôn, em quên nhắc tới cái chi tiết này. Cái nồi xe này chưa mở, nhưng mà anh thợ của em, anh về anh đã mở cái xe này, mở cái nồi ra, mở cái nồi, anh khai đao lần đầu tiên, mở cái nồi này ra để vệ sinh cái nồi đó. Còn cái những cái nồi trước nồi sau của con xe này phía trong á, khi mà cô chú anh chị, cái bộ phận tải của con xe á, nó chuyển động của con xe á, là chưa mở nha cô chú anh chị, chưa mở bộ nồi zin của SH ra để thay. Còn cái này là cái nắp nồi thôi, chưa mở bộ nồi zin của SH ra để thay, anh chỉ mở cái nắp nồi ra để vệ sinh ở trong thôi. Đó là một con xe rất là xuất sắc, cô chú anh chị thấy ha. Đây, gác chân rồi zin hết, cái đao rồi zin hết. Đó, thì một con xe như thế này 14.000 km em đang bán với giá là 240 triệu, đúng giá 240 triệu nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình có tình cờ mà thấy được cái clip này mà đang tìm một chiếc xe zin đẹp, không cần phải 212 3 số 1 đâu cô chú anh chị, mình tìm những chiếc xe như thế này mình đi còn chạy rất là sướng hơn 3 số 1, em nói thiệt cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị mua 2012 nhưng mà chất xe nó chạy nhiều rồi, thì với đi với con xe này không có cửa, không có cửa với con xe này đó, thẳng thắn như một vấn đề vậy luôn. Mặc dù 2 3 số 1 nó mắc tiền hơn đó, thì những xe này rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Nó chỉ rẻ hơn 3 số 1 chỉ có 10 mấy 20 triệu thôi. Con xe này em đang bán giá là 240 triệu. Cô chú anh chị mình có nhu cầu alo em ha, số điện thoại lúc nào em cũng để phía dưới màn hình hết á đó. Rẻ hơn 2 số 1 chỉ có 10 mấy triệu thôi, rẻ hơn 3 số 1 thì nhiều, nhưng mà 2 số 1 rẻ hơn 10 mấy triệu thôi. Nhưng mà với những chiếc 2 số 1 chạy nhiều, không có đối thủ với chiếc xe này đó. Dạ rồi, thì ngoài 108 này giá cao nhất, em còn 108 con này, em bán 212 triệu, khóa thông minh, trao zin chưa mở, 108 phía ngoài 225 triệu, bao cặp vỏ, 108 bên nhà bên kia 218 triệu, trao chưa mở. Dạ rồi, cô chú anh chị mình có nhu cầu alo em ha. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo của Lee Siêu Quốc Mô Tô. Chào mọi người.